Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hiện tại thì trời vừa mưa rất to và dưa của mình thì đang trong giai đoạn thụ phấn. Thì nhân tiện thì mình sẽ chia sẻ các bạn cách xử lý khi dưa thụ phấn mà gặp trời mưa to. Nếu mưa nhỏ thì nó đơn giản, nhưng mưa đấy là mưa gọi là rất là to. Thì là để thụ phấn khi trời mưa to mà đảm bảo tỷ lệ đậu cao nhất thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái kỹ thuật là úp bông hoa. Đấy các bạn có thể thấy sẽ có hai trường hợp xảy ra. Một là thụ phấn xong gặp mưa thì khi đó các bạn dùng cái túi ni lông này. Đấy là loài túi sữa chua, họ hay làm sữa chua. Nên thụ phấn xong mà gặp mưa thì mình sẽ cắm trước cái thời tiết, nếu khả năng có mưa to thì mình sẽ úp trước khi trời mưa, và mình chỉ cần úp thế này thì hoa nó sẽ đảm bảo đậu. Còn trường hợp thứ hai là đang thụ phấn gặp mưa thì các bạn sẽ dùng cái túi ni lông này hết toàn bộ bông hoa cải. Úp hết toàn bộ bông hoa cải để không cái bông hoa cải này không bị ướt, và ngắt hoa đực bỏ vào một cái túi bóng riêng để cho hoa đực không bị ướt phấn. Và trong quá trình nó thụ phấn thì vẫn gặp mưa, thì đang mưa thì mình sẽ đến từng bông và rút cái túi này ra và vẫn thụ phấn bình thường. Sau đó mình lại úp túi ni lông này lại. Như vậy là sẽ đảm bảo đậu. Mình xin nhắc lại nha. Có hai trường hợp, có nghĩa là nếu mà thụ phấn xong gặp mưa thì các bạn dự đoán là thụ phấn xong sẽ mưa thì thụ phấn xong các bạn úp cái túi này. Nếu đang thụ phấn mà gặp mưa thì các bạn phải nhanh tay là dùng cái túi này úp những cây hoa đã thụ phấn và những cái hoa chưa thụ phấn. Có nghĩa mình sẽ, ví dụ như sáng nay mình cắn là sẽ mưa thì mình sẽ úp toàn bộ hoa cải và ngắt toàn bộ hoa đực bỏ vào túi ni lông. Sau đó thì thụ phấn hoa nào thì mình rút cái túi này ra thụ phấn trong và úp nó lại. Và sau khoảng 6 đến 8 giờ thì mình sẽ bỏ đốt cái cất cái túi ni lông này và hoa nó sẽ đảm bảo là vẫn đạt cái tỷ lệ đậu cao nhất. Như các bạn có thể thấy là hiện tại nước đang đọng ở giữa. Trời vừa mưa rất là to và mình vừa thụ phấn xong cho toàn bộ cái đám dừa này. Kỹ thuật này đặc biệt hữu ích với miền Bắc và Bắc miền Trung là vì thời tiết là nắng mưa nó thất thường. Còn ở khu vực phía Nam thì nắng mưa nó ổn định hơn thì hầu như là không phải áp dụng kỹ thuật này. Kỹ thuật này là áp dụng cho những cái vùng thời tiết nó không ổn định. Cũng các bạn có thể là để ví dụ như hoa này mình không lấy, mình có thể chờ ngày hôm khác thời tiết tốt hơn và mình lấy cái hoa khác trên cây. Nhưng mà cái đặc điểm của cái dưa hấu ạ là nó thường nở rộ hoa chỉ trong 2 đến 3 ngày. Và nếu cái ngày hoa nở rộ mà các bạn không lấy được, không thụ phấn được thì nó sẽ phải chờ thêm vài ngày để có cái hoa gọi là hoa thứ ba. Thì như vậy thì sẽ gây nên hiện tượng là giấy nó bị quá dài và cái quả sẽ không được đồng đều khi chín, rất là khó quản lý. Có quả thì sẽ bị khi chín sẽ bị non và có quả sẽ bị già. Thì để đảm bảo cái sự đồng đều trong cái quá trình dưa chín sau này thì nếu mà trời mưa thì phải áp dụng cái kỹ thuật là thụ phấn lúc mưa to thế này để đảm bảo cho cây đạt tỷ lệ đậu cao nhất. Ngoài biện pháp là dùng túi ni lông này thì các bạn có thể dùng cọc, loại cọc mà họ bán cà phê, loại cọc nhựa sử dụng một lần ấy. Các bạn cắm vào đây một cái tăm loài
là có nghĩa là cắm vào đây một thanh tre và úp cái cọc lên trên. Nhưng cái cách đó thì nó sẽ gọi là tốn nhiều chi phí hơn, và thứ hai nữa là nó cũng không được tiền cho lắm. Còn cái ưu điểm của cái túi ni lông này là nó rất là chi phí, nó rất là rẻ tiền, có thể áp dụng trên cái diện tích lớn được. Và thứ hai nữa là nó vẫn đảm bảo cho cái hóa đầu, tỷ lệ đầu cao nhất. Nó không thể đạt đầu được như trời nắng, thời tiết tốt, nhưng mà nó cũng đạt được khoảng 90%. Hôm nay trời lại tiếp tục mưa rất là to. Các bạn có thể thấy là trời đang mưa rất là to. Và mình lại tiếp tục là đang ngồi chờ hoa nó nở để thụ phấn. Thì vẫn thụ phấn theo cách của hôm qua thôi. Hôm nay thì mình sẽ, trong quá trình thụ phấn thì gặp đang mưa to thế này, thì mình sẽ lấy túi ni lông che hết tất cả những cái hoa cải sắp nở và ngắt hoa đực bỏ vào túi ni lông. À, tiện thể thì mình sẽ quay cho các bạn là những cái hoa mình đã làm ngày hôm qua. Đây, cùng cái góc máy này ngày hôm qua đây. Thì những cái hoa này là ngày hôm qua mình đã quay cho các bạn rất là nhiều, nhưng mà mình lười đi vào giữa, mình đứng đấy ngồi đây mình quay luôn cho các bạn. Đây là những cái hoa ngày hôm qua. Đây, các bạn có thể thấy là nó đã đầu và quả nó đã to ra. Đấy. Này, một hoa này này. Đấy, những cái hoa này là đảm bảo đã đầu nha các bạn. Tương tự với cái này. Đấy. Nó đã đầu 100%. Còn những cái quả này là của ngày hôm trước này. Đấy, nó là đầu như thế. Thì đến đây là mình cũng xin kết thúc video và cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi video, và chúc các bạn là có thể áp dụng thành công trên khu vườn của mình. Và nếu các bạn thấy video hay, ý nghĩa với nhiều người thì hãy ấn giúp mình cái nút đăng ký và chia sẻ. Cảm ơn các bạn. Xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp các bạn ở những video lần sau.